Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến đây đi ủng hộ cho Cẩm Ly à. Oh my God. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay con rất là vui. Trong live show vừa rồi của cô, chương trình Tạ ơn đời, thì con có tham gia trong đó một tiết mục, đó là hát một bài vọng cổ với tên là Giấc mộng lá sầu riêng. Hôm nay nếu mà cô cho phép, con muốn hát lại một lần nữa để tặng cô cũng như là tặng tất cả quý vị khán giả ở đây. Con biết cô có bằng lòng không ạ? Rất hạnh phúc được nghe lại bài đó. Vâng, nếu cô cho phép thì Cẩm Ly xin được gửi đến quý vị một phần trong bài vọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, Giấc mộng lá sầu riêng. Sân khấu đôi lúc sẽ lòng bởi nhớ nhung, phố dân đường khuya bóng người thương. Má tôi hãy về nhà ngơi nghỉ, bởi giờ đây giữa trời khuya chỉ có má con mình. Lá chết bay bay theo cơn gió lạnh lùng, má của tôi nhìn về chập chờn ba chữ lá sầu riêng. Trời đêm nay sắp sửa vào đông, tôi đứng cạnh má tôi trong đêm tối lạnh lùng. Khi nhìn thấy mẹ mình nước mắt rưng rưng, giữa lúc đêm tàn trên đường cùng má tôi diễn vở lá sầu riêng. Lớp má tôi từ dưới quê lên thành phố để thăm con và cháu ngoại thì bị chủ nhà xua đuổi, còn bảo rằng bị mất mấy lít gạo. Má bước tới nắm lấy tay tôi rồi nói, kể từ nay má không lên đây nữa. Sầu riêng sao thương như lá lùng, đó rồi đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu, hai má con mình vẫn sát cánh cùng nhau. Để tả chút lòng với tri kỷ tri âm, má với con cô đem tâm lực để đáp đền ơn khán giả. Đêm lại từng đêm dưới ánh sân khấu trả nợ dâu xanh cho mang kiếp con tầm bao nhiêu năm, mái tóc lần hồi pha sương. Má sống cùng
giờ đây đang mơ màng trong giấc điệp, chỉ còn ma dưới con đang thơ thẫn trên đường. Má chỉ ước mong sao ngày má ra đi sẽ có cô gái sống cạnh bên má suốt cuộc đời sân khấu. Cô ấy sẽ thắp hương cắm lên bàn thờ của má. Cô gái ấy tên là nghệ sĩ Kim Cương. Con xin cảm ơn cô. Hôm nay không những là con vui vì sự có mặt của cô, nhưng mà con vui vì mỗi lần con tổ chức chương trình đều nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả dành cho con trong suốt 19 năm nay. Con biết điều đó xuất phát từ tấm lòng của quý vị khán giả đã yêu thương con. Con rất là vui. Và điều đó là không có gì hạnh phúc cho bằng đối với một người làm nghệ thuật. Và con vẫn mong muốn rằng con sẽ có thể hát tiếp, hát được lâu hơn nữa, và vẫn lưu giữ được những tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho con trong suốt bao nhiêu năm qua.